Bao nhiêu năm nay chị luôn xe duyên kết chỉ cho em, có bao giờ chị ngăn cản tình yêu của em chưa Nhi? Chị ngồi xuống đi, em sẽ loại ảnh mà. Em đã định là đi xin ra một cái single mà song ca với nhau. Dạ không, em chưa bao giờ quyết định song ca với chị. Cái kinh nghiệm của em đó, kinh nghiệm của em mà bao nhiêu cái năm tháng mà em theo đuổi hình ảnh đã nữ của mình. Cái gì vậy Nhi? Ủa phản ứng như vậy là sao Nhi? Em phụt cười á chị. Khi nghe chị nói chị đang theo đuổi hình ảnh đã nữ á, em phụt cười. Chị cứ nói tiếp đi. Tại tôi sợ bà mệt á, cho nên tôi ủi đồ cho tôi ủi luôn cho bà hai cái đầm bà thích đó. Nó cháy bà ơi. Đúng nhiều lỗ, tôi sợ bà phát hiện bà ghét tôi dục luôn rồi. Hả? Ít Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Bây giờ Nhi, anh là thích chọn số 5, ý em sao? Anh ơi, nếu mà anh đã nói ra cái vấn đề mà anh Cường mà người ta cũng không chọn hát với anh Cường thì mình phải loại luôn với anh. Nhiều khi người ta muốn hát với Cường sao? Tại vì em nói cho nghe nè, nãy giờ mình cứ hâm hè mình loại người ta. Đúng, đúng. Bên đây là cứ mê mê thì người ta khi mà người ta được vô vòng trong, người ta sẽ cảm thấy là người ta sẽ thuộc về cái đội mà nãy giờ binh vực và bảo vệ người ta. Đúng. Thì làm sao người ta chọn hát với anh Cường được? Đúng. Người ta sẽ chọn hát với chị Trinh. Bao nhiêu năm nay chị luôn xe duyên kết chỉ cho em, có bao giờ chị ngăn cản tình yêu của em chưa Nhi? Chị ngồi xuống đi, em sẽ loại ảnh mà. Rồi, chúng tôi quyết định chọn số 5. Nam ơi, đừng buồn nha em, đừng sầu nha em. Thiệt á, sầu lắm, em muốn bỏ đội luôn á. Em nói mà anh yêu qua đây chơi chung một đội luôn đi, chứ em thấy trong đội bất hòa quá. Ngay từ khi chiếu cái clip là đã biết cậu này hát hay rồi. Ra chọn chi? Giả tạo. Vì sao? Vì Diệu Nhi có nói nhỏ, anh Giang, đó là hạnh phúc của Sam. Em không được hạnh phúc thì tại sao Sam được hạnh phúc? Loại. Chị em mình chơi nhau bao nhiêu năm rồi Nhi? Cứ gì mắc ói. Mình ôm nhau cái nha. Mà đừng có giận tôi nha. Còn ôm gì nữa mà ôm. Em nghĩ là anh hát rất là hay. Vì chị em mình, chị hãy nên giữ anh ấy đến vòng cuối cùng. Em không được hạnh phúc thì tại sao Sam được hạnh phúc? Thì em theo trường phái của chị Trinh, càng nổi tiếng sẽ không có thời gian dành cho chị. Còn bây giờ anh về nè, anh rảnh nè, anh vừa loại ra khỏi chương trình, anh có thời gian nhắn tin cho chị liền nè. Hay quá chị ơi. Chứ giờ vô trong nữa sao nhắn tin. Cô gái ngày hôm nay thật sự rất là đặc biệt. Cô ấy có một vẻ bề ngoài của một người phụ nữ chín chắn. Và đặc biệt hơn nữa, cô ấy có một cái giọng hát vượt tầm qua thời gian và không gian. Xin mời diễn viên Diệu Nhi. Hả? Chị ơi, em làm cái gì? Em có hối lộ của Sam không mà Sam giới thiệu em một dòng hát vượt thời gian vậy? Hai chị em chơi thân lắm, nhưng mà chị Sam giới thiệu hơi quá vậy, em ngại ghê. Không, nói chung hai dòng hát hai bạn rất là ấn tượng, không sao cả. Tụi em đã định là đi xin ra một cái single mà song ca với nhau. Dạ không, em chưa bao giờ quyết định song ca với chị. Em xin lỗi chị. Hai cái này thân kỳ quá anh. Bây giờ xin mời anh Quyền Linh và chị Ốc cùng chào đón sự xuất hiện của Hoa hậu Venezuela, diễn viên Diệu Nhi. Anh chắc chắn rằng là em với lại Sam chơi rất thân với nhau. Hình như là em đãi Sam rất là nhiều chầu đúng không? Không có, chị Sam tự nguyện, em không có. Sam thì mê quá hả? Đúng rồi, chị Sam tự nhiên, chị Sam mê em, chị thần tượng em. Mỗi lần em làm chương trình nào chung với chị Sam, tự nhiên chị bơm em lên, chị đẩy em lên. Nhi, em nhìn đoạn clip vừa rồi, em có biết là cô đang làm cái món đó là món gì không? Món xấu, mà tại sao chị phải hỏi em vậy? Thì chị coi coi cái tài nữ công gia chánh của em tới đâu. Bởi vì đứa em của em biết. Cái đâu, đó đâu cần tài nữ công gia chánh, cái tài ăn vặt thôi mà. Đây, cái kinh nghiệm của em đó, kinh nghiệm của em mà bao nhiêu cái năm tháng mà em theo đuổi hình ảnh đã nữ của mình. Cái gì vậy Nhi? Ủa phản ứng như vậy là sao Nhi? Em phụt cười á chị. Khi nghe chị nói chị đang theo đuổi hình ảnh đã nữ á, em phụt cười. Chị cứ nói tiếp đi. Nào, con thiên nga trắng. Em hả? Thiên nga vậy chết. Em không biết đá cầu kiển là cái gì. Là đá cầu. Nhưng mà kiểu là mình tạo kiểu, em hiểu không? Thay vì mình đá cầu bình thường là mình đá qua đá lại. Mà em bây giờ là tin mình chị. Đá... Không phải, không phải vậy. Em không tin chị. Thì nói về nhảy cha 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 thì nó sẽ có những cái nhịp là
một bước tiến và hai bước lùi. Cha 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 là kiểu như vậy thôi đó hả? Dạ như vậy thôi. Chị thật ân hận khi mà lúc đầu chị giới thiệu em đến chương trình là một người phụ nữ trí tuệ. Tại chị đó, chị đừng có đẩy em nữa. Đã nói là hàng họ trong này hết mà không chịu khóa cửa, thiệt tình. Bà bị khùng, bà đang nói gì vậy? Tự nhiên tôi đang ngủ mà. Không có. Hồi nãy tôi đang ngủ, cái tôi nghe tiếng ai nói ở ngoài đó rồi khóa cửa rồi. Khóa cửa luôn rồi, khóa cửa ngoài luôn rồi bà. Khóa cửa ngoài hả? Trời ơi, gì kỹ tính nhưng mà kỹ dữ vậy. Mình đang ngủ trong này mà khóa cửa ngoài, lỡ hả? Khói lửa rồi mình chạy không kịp sao trời? Phải đâu bà ơi, tôi nghĩ có khi nào là có chuyện rồi đó. Bà nhớ lại đi, hồi lúc mà mới gặp dì á, tự nhiên dì nhìn mình rồi khen mình bén, rồi nói là đàn ông thích mình lắm. Thì đương nhiên rồi, tôi thấy dì nói đúng mà. Không có đâu bà ơi, bà suy nghĩ lại đi. Tự nhiên cái dì này không quen không biết, lần đầu tiên gặp mình tốt với mình vậy, cho mình chỗ ở rồi còn cho mình ăn cơm ngon vậy nữa. Có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng của mình không bà? Bà nói gì bậy bạ vậy? Tôi nói thiệt đó. Đây vậy mình còn bị nhốt vậy nữa. Tôi nghĩ là mình bị bắt cóc rồi bà ơi. Bà bị khùng hả? Nói bậy bạ không à? Bà có bằng chứng gì mà bà nói người ta vậy? Có. Thôi á, tôi qua tôi mượn cái mền nè. Cái xong rồi tôi nghe gì đó nói là có chuyện điện thoại với ai nha. Nói là ồ hai con này ngon lắm, còn tơ lắm, bán chắc được nhiều tiền lắm á. Nói vậy đó bà. Ý bà nói á, gì đó nói hai con này còn tơ lắm là nói hai đứa mình đó hả? Bà sao bà nghe mà bà không có vô nói với tôi mà tới bây giờ bà mới nói vậy? Phải không phải, tại tôi nghe tôi cũng để ý từ chiều giờ rồi thêm nãy cái vụ mượn mền nữa, nhưng mà tôi nghĩ không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đỉnh điểm rồi bị khóa cửa ngoài rồi nên tôi nghĩ là thiệt rồi bà ơi. Có khi nào là hai đứa mình bị mang đi bán thiệt không bà? Thì đó, sao bây giờ? Ha, tụi bay mấy kiều chút đi, tụi bay trốn mà không có khỏi tao đâu. Có hung khí nữa kìa bà ơi, mình mà thoát là bà lấy cái con dao ra bà xử đẹp hai đứa mình luôn đó Kim Chi. Bây giờ làm sao nè? Bà bình tĩnh. Không, tôi mới là người bình tĩnh đây. Đợi xíu tôi. Kim Chi. Nhỏ nhỏ đâu, coi chừng bà nghe thấy bây giờ đó. Không có đường nào thoát rồi bà ơi. Như vậy là hết đường thiệt rồi. Kim Chi ơi, có khi nào hôm nay mình chết ở đây luôn không bà? Bà giận tôi hả? Không sao đâu, mình cũng sắp chết rồi mà, đâu có còn sống được bao lâu nữa. Tiền bạc của cải chết đi rồi cũng đâu có đem theo được đâu, đúng không? Đúng rồi á. Cho tôi ôm bàn cái đi Kim Chi.
Thật ra hôm nay tôi vui lắm vì bà nói những cái chuyện mà bình thường bà không có nói cho tôi biết. Trước khi mình ôm, tôi cũng có chuyện muốn nói cho bà biết. Chuyện gì vậy? Hai cái đầm hôm bữa mà bà phơi, cái bà hỏi tôi sao mất tiêu, tôi nói bị ăn trộm á. Ờ đúng rồi, tôi tìm quá trời luôn mà không ra. Hai cái đầm tôi thích nhất. Không có ăn trộm lấy đâu. Tại tôi sợ bà mệt á, cho nên tôi ủi đồ cho tôi ủi luôn cho bà hai cái đầm bà thích đó. Nó cháy bà ơi. Cũng nhiều lỗ, tôi sợ bà phát hiện bà ghét tôi giục luôn rồi. Hả? Bà giận tôi hả? Không sao đâu. Cảm ơn bà. Còn chuyện này nữa, hôm bữa lúc bà mới đi quay phim về bà tắm á, cái có người gọi điện thoại cho tôi nghe giùm bà, đạo diễn mời bà đóng vai chính phim nhạc kịch đó, mà lâu vô quá tôi quên nói với bà luôn rồi. Hả? Chắc không sao đâu hả? Không sao đâu, có gì nếu mà mình thoát ra được thì tôi về tôi gọi lại cho người ta. Ờ, nhưng mà bữa nay phim bấm máy rồi. Hả? Chắc không sao đâu hả bà? Mình ôm nhau cái nha. Bà đừng có giận tôi á. Còn ôm gì nữa mà ôm? Bà không biết hả? Bà nghĩ sao mà không có sao? Bà biết là ước mơ cả đời của tôi là được có một vai chính trong đời thôi. Mà bà nghĩ sao mà bà có vai chính mà bà không có báo với tôi làm sao vậy? Chết rồi, sắp chết rồi. Ôm đi, đừng có la tôi, ôm đi.